Xin chào tất cả anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Các bác ơi, hôm nay em lên cho các bác à. Em mới về này các bác này. Ui, mùa lông của anh em này, dụng một chiếc lông đuôi rồi, tiếc quá. Không biết con này hy vọng không phải là xòe. Hôm nay em về được 9 em họa mi các bác nhá. Thì trong 9 em họa mi này đều là những chú chim thuần đẹp mà do em tuyển chọn rất là kỹ các bác nhá. Thì các bác hãy cùng em ra học nhá, xem những chú chim này có chất lượng thật hay không. Đấy, các bác cũng có thể thấy là chim trên kênh của em bán ấy, thường là anh em ủng hộ rất là nhiều và cũng may mắn là các bác mua rất là nhanh nên là về được chim mới liên tục anh em ạ. Nên là hôm nay em sẽ ra những chú chim này và sẽ cho anh em xem là những chú chim này nó có chất lượng thật hay không nhá các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ ra đây. Trước tiên thì cái lồng này nay thì về 9 con nó hơi bị nhỡ lồng nên là em lại cho thêm một cái vòi nước ở đây nữa, một thêm cái lồng tắm nhỏ ở đây nữa các bạn. Đây, cái vòi nước này thì nó hơi nhỏ anh em ạ. Đó. Đó, ok rồi. Đấy, bây giờ thì cho chim tắm coi nhé. Đây là con số 1 này. Sẽ ra lồng đầu tiên là con số 1 anh em nhé. Số 1 đây. Nói chung là các bác cứ xem xong lát nữa em sẽ dí máy cho anh em nhà mình xem. Anh em nhà mình xem là con nào ok thì anh em có thể là hỏi em các bác nhé. Còn con nào không ok thì các bác để em nuôi thêm. Một vài hôm nó căng lửa rồi sẽ chia sẻ cho các bác. Đấy, em thì bán hàng rất là rõ ràng luôn. Chim căng lửa thì sẽ báo cho anh em là chim căng lửa, chim yếu lửa thì sẽ báo cho anh em là chim yếu lửa anh em nhé. Đấy, rất là nhiều kiến này, đi đường bị kiến nhiều quá. Đây con số 1 này, mở nó lên cho nó ra anh em nhé. Đấy, chim rất là ok luôn. Ui, khát nước anh em ạ, khát nước. Ui, con này hết sạch nước luôn, hết sạch nước, hết sạch cám này con này. Quay đây. Đấy, hết sạch nước, hết sạch cám luôn này. Ui giời, con chim này khát nước quá này anh em này. Nhìn thấy không? Đấy, hết sạch nước, hết sạch cám luôn. Đây là con số 11 này. Thì em hay để luôn là cái hộp ở đây, để lát nữa em sẽ đánh dấu từng con một, tránh tình trạng nó nhầm lẫn quá. Đấy, chim mới về này mình chưa quen đầu mặt của nó, mình rất là dễ nhầm lẫn nhá. Đây con số 2 này. Số 2 đây. Con số 2 là con chim xòe to anh em ạ. Ô, lại cũng là hết nước này. Ô, cái lô chim này khả năng là người ta quên cho nước hay sao ấy các bạn. Số 2 này các bạn này. Đấy. Rồi tiếp tục số 3, số 4 nhé các bạn nhé. Đây. Số 3, số 4 đây. Đây. Đây số 3 này. Con này hình như vừa nãy bị tụt lông đuôi này anh em. Tụt bật mấy cái lông đuôi. Đấy, trong này vẫn còn lông đuôi này. Em nhớ rất là kỹ luôn. Tai lạn thì chim cò về nghề nghiệp đợt này thì không tránh gì đâu. Cái này thì đủ nước anh em ạ. Đây này. Lông đuôi đây anh em ơi. Đấy, các bác thấy lông đuôi này. Lông đuôi đang rụng này. Đấy. 13, 14 này thì đủ nước anh em ạ. Ra phát con chim nó khỏe luôn. Con 11, 12 này thì hết sạch nước. Con số 1, số 2 này hết sạch nước. Đây. Tiếp tục là đến số 5, 6 anh em nhé. Trời nóng này đi. Ui, con này rụng hai cái lông luôn này. Ui, con này rụng ba cái lông luôn anh em ạ. Đấy, anh em ạ, thật ra là nó không thể lường trước được đâu các bạn. Không thể lường trước đâu, chim cò ấy. Quan trọng là về con chim nhà mình nó thái độ tốt này. Cái mùa này mùa cuối của mùa lông rồi các bạn. Mùa cuối của mùa lông rồi nên là không tránh khỏi cái việc là con chim sẽ bị thiếu lông đâu. Như con này thì rụng hết lông rồi anh em ạ. Còn có 3-4 sợi thôi. Qua 4 sợi mai kia lại phải lên chia sẻ rẻ cho bác con số 6 này. Mai kia lại phải lên chia sẻ rẻ cho các bác con số 6 này. Vì nó rụng mất vài cái lông rồi, còn có vài cái lông thôi các bạn. Hot luôn, con số 5 à, số 5 hot luôn. Số 5 hot luôn, số 5 bắn rất là căng anh em ạ. Đây. Số 7, số 8 đây. Số 7 đây. Số 7 này. Số 8. Nó con này khôn đấy, vào luôn là hộc này. Đấy. Số 7, số 8 đây. Ui, số Tam Hoàng này. Con số 7, số 8, một con số 7 Tam Hoàng rất là đẹp luôn.
Đây tiếp tục nhá, con số 9 này. Con số 9 là con xòe VIP nhất này, mua nhiều tiền nhất các bạn. Hy vọng là con này họ không quên nước. Úi xưa, xòe to lắm anh em ơi. Trời, con số 9 này, cái clip này là có sẵn rồi các bạn. Đó. Đấy các bạn nhá, bà cũng đã chuẩn bị lồng sẵn rồi. Đã chuẩn bị lồng sẵn để đây để phục vụ cho tất cả mọi người rồi. Bây giờ nhá, em sẽ thử dí mái xem nhá, dí mái xem có con nào nó căng không nhá các bác nhá. Nó căng nó hot thì em sẽ quay cho anh em xem. Cởi điện thoại cho thôi. Thôi rồi. Đó. Đặt đây thử xem nhá. Coi xem có nào căng không. Ui, mang mới quay đây. Căng hết anh em ơi. Căng hết anh em ạ. Thường căng hết nhá, em phải cầm máy quay cho anh em xem. Căng hết các bạn. Căng kinh khủng được rồi anh em. Căng kinh khủng được rồi. Quay cho cả nhà xem nhá. Đây. Ví dụ con số đây các bạn. Quay anh em xem từng con một này. Đây con này đang rất là căng này. Con này con số 5 này các bạn này. Cực kỳ căng luôn anh em nhé. Số 5 cực kỳ đẹp và cực kỳ căng luôn. Số 5 đẹp mỹ mãn luôn các bạn. Chìm căng hết anh em ạ. Đấy. Đây, số 4 đây. Số 4 cũng rất là căng này các bạn này. Đấy, con này rất là căng này các bạn này. Rất là căng các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Con số 2 này cũng rất là căng các bạn này. Số 2 rất là căng nhá. Đây. Nhưng mà con số 6 này kinh khủng thật anh em, số 5 này kinh khủng thật anh em ạ. Đấy. Số 1 kia cũng căng nhỉ các bạn kìa. Số 1 này cũng căng này, nhìn này thôi cũng căng nhá, rất là căng nhá các bạn nhá. Em vừa thấy nó hot xong. Có thể các bác không thấy nó hot nhưng em thấy nó hot quá. Đây số 2 hot này. Chim đẹp lắm anh em ơi. Biết mỗi cái con này nó bị mất đuôi này anh em này, mất đuôi này, con này căng này anh em này. Con này rất là căng này. Đây là số 8 nha anh em nhá, số 8 này. Số 8 đẳng cấp chưa anh em ơi. Ô, con số 8 này. À các bác con mua đắt tiền nhất thì lại chưa căng này. Ô chìm căng lắm anh em ơi. Chìm đẳng cấp luôn anh em ơi. Dụ con chim này cũng mấy nó sẽ lên chia sẻ giá hợp lý cho cả nhà này. Đây con số 1 kìa các bác kìa. Các bác nhìn con số 1 nhá. Số 1 bắt đầu có lửa này. Đấy, số 1 hot này. Ôi, các bác nhìn này, chim nó hot này. Đấy, các bác bảo sao? Bảo tuyển được những đàn chim này cực kỳ khó luôn anh em ạ. Có lửa hết cả lô này, anh em nhìn này, búng cánh hết lượt này. Con này ác này anh em này. Ố, con này còn có 2-3 sợi lông đuôi này. Con này mặt nó gấu kinh khủng luôn anh em ơi. Mặt nó cực kỳ là gấu luôn này.
Con này thì bộ khủng long luôn. Con số 5 là bộ khủng long luôn các bạn. Bên này có lửa hết anh em ơi. Đấy. Các bác bây giờ em sẽ quay cho anh em xem một loạt nhá, từng con một nhá các bác nhá. Về đầu mặt của nó các bác nhá. Hai đầu mặt của con, ví dụ con này là con số 1 này các bác này. Đây. Xem các bác thấy em hoạt tuyển chim có ok không nhá. Đây. Đây số 1 đây các bạn. Đây số 1 đây. Số 2 đây các bác ơi, người dài đưỡn này. Số 2 đây, số 3 đây các bác ơi, toàn mỏ vàng sáng đây nhá các bác nhá. Đấy. Số 3 các bác nhá. Toàn lại chân mỏ vàng sáng anh em mà đẹp như thế này như nào nữa đúng không? Đây, số 4 đây các bác ơi. Số 4 đây. Đây số 4 đây. Số 4 thì siêu đẹp luôn các bạn. Đây em đứng này ngoài đây cho rõ nhá. Các bác xem hơi vất vả một tí nhỉ. Đây số 4 này ạ. Đây số 4 này ạ. Đây số 5 này các bác nhá. Số 5 này ạ. Số 5 này bộ to chưa? Con số 5 này siêu đỉnh luôn anh em ạ, mỏ vàng ươm này. Chân này. Chân vẫn bẩn nguyên mà về chơi ác thật. Đúng là chim có lửa căng nó khác các bạn. Con số 5 đẹp như tranh vẽ luôn anh em ạ. Đây số 6 đây. Đây số 6 bắt đầu mổ lồng này. Số 6 và dụng lông đuôi bắt đầu mổ lồng này các bạn. Đấy, số 6 đây các bạn nhá. Dụng mất vài cái lông đuôi. Đây số 7 đây. Số 7 đẹp như máy luôn anh em ơi. Mỏ vàng ươm này các bạn ơi. Chân này. Số 8 đây, búng cánh từ nãy giờ anh em ơi. Búng cánh từ nãy giờ này. Số 8 này. Số 8 búng cánh từ nãy giờ này các bạn ơi. Quá chất lượng luôn anh em ạ, con này nó gặp mái nó chơi này. Số 8 quá chất lượng luôn anh em ơi. Số 8 này tam hoàng anh em nhé, số 8 tam hoàng luôn này anh em này. Chân vàng, mỏ vàng, lông vàng này. Số 9 VIP nhất này, số 9 này thì phải để lên clip căng mới bán được anh em ạ, mua cao tiền quá. Số 9 này. Số 9 này các bạn nhá. Đấy. Mà có con số 9, con số 8, số 5 càng quá anh em ạ. Đó, trên đây thì là những cái chú chim mà em đã từng mới lấy về các bác nhá. Thì anh em nào mà quan tâm thì cho em xin mỗi người một lượt đăng ký kênh nhá. Em sẽ up những chú chim này lên để cho cả nhà mình xem dần các bác nhá. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người.